kính chào quý vị và các bạn gặp một người <laughs> thì à, có những cái điều mà tôi cũng mà tôi nói chuyện thì hơi dông dài chứ à, có một điều thì à, tôi cảm thấy là ở bên đó thì nó cũng có những cái mà tôi cũng băn khoăn à, là ví dụ như là à, tôi tìm hiểu những cái trường hợp và tôi cũng biết là sao mà à, các đứa cháu đứa con em nó một ngày nó coi như là nó cho việc học nó 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 spend nó nó, nó spend cái, cái, cái thời gian mà nó nó cho việc học của nó thì nó rất là là là, là nhiều. À, nó tôi thấy là các cháu đi học quá nhiều. Quá nhiều là về vấn đề là không biết học cái gì thì tôi cũng biết học thêm học như thế nào tôi không biết. Nhưng mà học nhiều nhiều lúc á cái thời gian của các cháu trong ngày thường ngày cuối tuần nhiều lúc cũng không có nữa đó là những cái điều mà tôi cũng đang tìm hiểu và băn khoăn và tại sao như vậy thì theo tôi nghĩ là về vấn đề mà giáo dục ở Việt Nam thì tôi cũng không tôi chỉ tôi đã và đang tìm hiểu thôi tôi còn chưa có tìm hiểu hết đâu thì theo cái thời tôi đi học hoặc là bên này chế độ giáo dục bên này thì họ, họ học thì không không có nhiều À, ép các cháu học nhiều như vậy để đâu không biết là bên đó vì vấn đề thành tích hoặc là về vấn đề thế này thế kia thì tôi cũng cũng được biết nhưng mà tôi 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 theo tôi theo, theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là nên học những cái gì những cái môn gì quan trọng à, thôi à, còn các cháu thì cũng à, quan trọng và chủ yếu để cho cái tương lai lên các lớp lớn còn các cháu có năng khiếu gì thì từ à, tự, à À, hoặc là mình giúp đỡ để khai thác à, ví dụ như bây giờ mà ép các cháu học quá ví dụ như cái một cháu đó họ không có không có giỏi về toán à, Hoặc là mình mình cái ép nó quá thì không được à, bên nền giáo dục của mỹ thì họ không có ép à, à, họ học trung bình là được rồi à, nhưng mà cháu đó có khiếu về 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 văn chương hoặc là về các cái ngành nghệ thuật đó, thì tự nhiên là các cháu là có môi trường là các cháu sẽ sẽ bộc lộ ra à, và nếu mà trường hợp như uh, các cháu có năng khiếu mà đúng cái môi trường đó, thì tạo môi trường cho các cháu thì các cháu sẽ thành công à, đó là cái cái mà tôi nhìn chung như vậy đó. chứ đừng có nên uh, uh, đừng có nên uh, coi như là bắt ép các cháu quá hoặc là mình uh, chạy theo uh, chạy theo thành tích hoặc là chạy theo uh, những cái người hàng xóm ở bên này bên kia là con tôi phải học được như thế này thế kia là tôi nghĩ là không có nên uh, bắt buộc như vậy không nên uh, uh, về vấn đề học thêm đấy uh, học thêm đấy uh, nhưng mà tôi chỉ trình bày tổng quát vậy thôi chứ tôi thì tôi cũng chưa có đi sâu vào cái đó mà tôi cũng chưa có hiểu tại sao uh, các bạn uh, có những cái ý kiến uh, xây dựng thì các bạn uh, uh, góp ý cho tôi để tôi học hỏi thôi uh, À, rồi cái cái vấn đề thứ hai nữa là về vấn đề mà về vấn đề mà sức khỏe thì tôi cảm thấy là bảo hiểm y tế ở bên bên Việt Nam thì quá rẻ, à, quá rẻ, tôi thấy nhiều người là cũng nói là rất rẻ. À, rất rẻ một năm chỉ đóng có là có như là vài chục. Xin lỗi quý vị và các bạn. À, một năm thì chỉ có đóng có, có vài chục đô la hoặc là tùy theo à, ví dụ như là trăm đô la chẳng hạn hoặc là vài trăm đô la chẳng hạn thì nó tùy theo à, vấn đề mà mình à, đi bệnh viện à, được đi bệnh viện lớn bệnh viện nhỏ gì đó nhưng mà so với bảo hiểm ở bên đó thì thì đối với đối với tôi cũng dám so sánh Mỹ nhưng mà bây giờ tôi tạm nói là đối với tôi là tôi về già rồi tôi về lớn tuổi rồi tôi cũng thuộc loại về hưu rồi tôi cũng đi làm bán kiến thức thôi à, thì riêng tôi á mặc dù tôi có bảo hiểm của nhà nước nha là về hưu rồi tại vì tôi có đóng thuế về bảo hiểm là từ hồi còn đi làm đến giờ là đóng 175 đô một tháng à, hai vợ chồng tôi đóng khoảng 300 rưỡi đô một tháng á à, cho phần bảo hiểm phọt bi à, phọt bi là là, về cái vấn đề ví dụ như là về bệnh viện thì họ lo rồi về bạc đi là coi như là mình đi thử máu rồi mình đi khám tổng quát rồi khám này khám kia linh tinh gặp bác sĩ rồi đó tôi nói tổng quát thôi tóm tắt thôi chứ còn phân tích nó, nhiều lắm đó là à, hoặc buộc mọi người phải đóng hết đó, là hai vợ chồng tôi hoặc là những người khác là họ phải chịu là một người là 175 đô rồi đó, là như vậy còn bên đó thì thì quá rẻ quá rẻ đối với những người bình thường không phải bị hưu nhưng mà tôi thấy là quá rẻ. À, thì các bạn à, ở Việt Nam cũng à, cũng biết rồi à, giá như thế nào thì các bạn rảnh hơn tôi. À, nhưng mà có một cái như vậy này, tôi không hiểu là các cái cơ quan bảo hiểm đó, đó, và tôi còn cái này tôi góp ý xây dựng thôi các cái cơ, 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 cơ quan bảo hiểm đó, thì thì đa số thì tôi thấy các người nào họ trả lời cũng giống nhau à, nên gì đó là vấn đề tôi đi tìm hiểu. Thì ở bên Mỹ này á khi có cái trường hợp mà cấp bách á À, thì bảo hiểm là không bảo hiểm ấy, thì họ cũng phải chữa ví dụ như trường hợp emergency trường hợp tai nạn á, hoặc là trường hợp bị stroke rồi như, như stroke rồi như thế nào đó thì vào trường hợp cấp bách thì họ phải chữa dù có bảo hiểm hay không bảo hiểm rồi họ tính sau có nhà cửa thì họ tính sau hoặc là không có nhà cửa thì họ tính sau vô sản thì khỏe rồi à, không có gì thì khỏe rồi à, rồi có nhà thì họ sẽ sẽ, sẽ tính sau hoặc nhà cửa có, có, có cơ sở thì sau đó họ tính sau nhưng họ chữa trước à, đó là cái đó tôi nói thật còn ở bên quê nhà không biết tôi nghe có đúng không mà tôi nghe đa phần nhiều người họ nói như vậy là khi 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 có cái trường hợp cấp bách đó, thì bảo hiểm à bệnh viện xin lỗi bệnh viện họ đòi tiền trước phải ấn trước ra cái khoản tiền đó 80% phần trăm hoặc là 90% phần trăm gì đó rồi bảo hiểm sẽ trả xong đó là những cái điều kiện những cái cái mà tôi cảm thấy là 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 nó nó có vấn đề lấn cấn ở trong đó là tại sao bảo hiểm là một cái cơ quan rất giàu có aha, một cái cái company rất giàu có thì bảo hiểm phải ứng tiền ra chứ cho ví dụ như bây giờ người nghèo tôi xin lỗi quý vị và các bạn ví dụ như người nghèo họ không có tiền làm sao À, họ không có tiền rồi bảo hiểm sẽ trả sau thì coi như là nếu mà họ không có tiền họ không được chữa thì làm sao đối với những người mà trung lưu hoặc là những người mà giàu có thì khác họ sẽ ứng tiền ra trước rồi bảo hiểm trả sau bảo hiểm sẽ tám trả tám chín mươi đó sau trả hạn nhưng mà đối với người nghèo làm sao đó là một câu hỏi lớn của tôi à, nên chi là uh, dựa cái cơ quan bảo hiểm thì tôi mong rằng là là nhà nước uh, hoặc là có một cái vấn đề là có một cái vấn đề là là làm sao để mà coi như là có những cái sắc luật, những cái cái lệ luật để mà coi như là giới hạn cái 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 quyền của họ. À, không phải là không phải là cái quyền 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 thì họ có quyền rồi nhưng mà những mà cái cái, cái luật lệ, cái, cái 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 agreement cái 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 con trạch đó dựa bảo hiểm dự cái cơ quan bảo hiểm và người được 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 hưởng ừ, bảo hiểm thì phải có một cái cái luật lệ như vậy thì thì khi đó cơ quan bảo hiểm sẽ sẽ đồng ý ngay, đồng ý để đưa họ nếu mà cái 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 luật lệ mà được rõ ràng á thì cơ quan bảo hiểm phải buộc phải buộc phải coi như là phải chữa chữa phải phải đồng ý ngay để cho họ đưa vào cái bệnh viện họ cơ sở y tế nào để mà chữa trước trong cái trường hợp khẩn cấp đó là những cái 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 mà tôi suy tư như vậy không biết những cái tìm hiểu của tôi có đúng không và những cái sự góp ý của tôi như thế nào đó thì thì tôi mong rằng quý vị phản hồi lại để tôi tôi có thể điều điều chỉnh lại thôi à, đó là những cái băn khoăn của tôi à, kính thưa quý vị và các bạn tôi nói chuyện thì cũng nếu mà tôi nói nữa tôi nói cả ngày không hết đâu của video clip này cũng khá dài rồi á, Nên dưới đó là những cái điều à, à, Tích cực và tiêu cực Và tôi cũng rất vui mừng à, Trong cái chuyến à, Đi về à, thăm quê mẹ Lần thứ 14 của tôi à, à, Được bình an Và niềm vui mừng nhất là coi như là về à, Tại quê mẹ à, Quê hương được à, quốc thái dân an à, Và bà con à, à, Bà con cô bác Từ à, À, khắp mọi nước à, là có là mỗi ngày tôi về mỗi đội khác à, à, là đời sống à, càng ngày coi như là càng ok càng phát triển thì đó là những niềm à, vui mừng của tôi à, tôi à, cũng xin à, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc video clip này à, à, tôi không có gì hơn à, một lần nữa thì cũng à, chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui tươi mình an sức khỏe hạnh phúc gặp nhiều may mắn và đạt được nhiều thành công ở trong cuộc sống à, nếu quý vị và các bạn cảm thấy là à, Trong cái bài nói chuyện của tôi à, Mong rằng quý vị các bạn cho tôi cái like à, Nếu cảm thấy là thoải mái à, Và à, vào à, đăng ký, à, subscribe à, à, Thì à, để cho tôi có à, tinh thần nghỉ lực Làm thêm những cái cuộn video à, kế tiếp à, Để chia sẻ cùng quý vị và các bạn thôi à, Trong những cái ngày tới thì tôi cũng có nhiều đề tài để nói chuyện Nhưng mà nhiều lúc à, thì nó cũng À, nói đúng ra nhiều lúc nó còn à, bừng rộn á, vì à, tôi cũng còn đi làm bán thời gian được quý vị các bạn à hôm nào tôi sẽ à, làm cái cuộn video clip là tại sao những người về hưu ở Mỹ là phải đi làm thêm không làm thêm nữa <laughs> đó, là, đó là đó là đó là cái cuộc sống ở bên này vậy thôi nhập gia tùy tục đáo giang tùy không phải thôi đâu có gì đâu à ok à, tôi xin tạm à, biệt quý vị và các bạn đến đây à.